tên là Hoàng Thị Nhung. Dạ. Em sống ở thành phố Auschwitz trong nước Đức. Em đã đến đây năm trước một tuần để học thầy Dư Quang Châu cùng các bạn bè ở đây. Và em đã thực hiện đem ở đây 2 viên đá về. Và em trường thường ngày nào em trường, hôm nào em thấy mệt mỏi thì em trường có thể 2 lần. Mà mỗi lần em cũng cho vào microvener để nằm nóng thôi. Em quấn vào khăn. Em trường, em thấy thứ nhất ấm áp cơ thể, vì trước đây em rất bị lạnh người, rùng mình. Người phải bị rùng mình lạnh người, nhưng mà em đã trường rồi, em thấy ấm áp ngủ ngon mà cái bệnh rùng mình này gần như không còn nữa. Đấy, em thấy hiệu nghiệm nhất là người em bị lạnh em sợ nhất. Đấy, mà ngủ rất là ngon này. Đấy, mà em cũng thường xuyên nói chuyện với bạn bè là cần nên dùng 2 viên đá này để làm ấm cho bản thân. Còn trước đây thì mọi người hay dùng bằng cái bình nước nóng, đun bình cao su đổ nước nóng mà để ôm. Nhưng từ ngày em có 2 viên đá rồi em không dùng cái bình nước nóng nữa. Em không dùng bình nước nóng nữa mà em toàn dùng bằng cái 2 viên đá này thôi. Mà em thấy người ngậm là khoan khoái nhẹ nhàng, mà em thích vận động. Buổi sáng là thích đi bơi, 6 giờ em nhảy xuống nước em bơi được rồi. Và trưa về thì cũng nghỉ giải lao 1 tiếng. Và buổi chiều đi dạo, buổi tối thì 3 giờ cũng có 2 viên đá ôm để đi ngủ. Và em thấy rất là mừng và hân hoan. Hôm nay em lại quay lại buổi học này. Em rất muốn có những cái buổi học như thế này tốt cho nhiều người và cho bạn bè. Và hôm nay đi em cũng mang thêm người bạn này đi, và người bạn này cùng thêm 6 này nữa đi. Đấy là người bạn bè em rủ đi cùng. Bởi còn nhiều người bạn thích đi cùng với em, nhưng mà tiếc thay đợt này nghỉ hè ở vùng em nó lại sớm quá. Nên là mọi người đi qua lao nhiều quá. Nên là mình nỡ mất cơ hội, vì là mọi người đã chót có chương trình rồi. Thế còn là em rất tiếc cho mọi người. Còn em thì em thấy em bây giờ em đầu óc em lại nhẹ nhàng, 2 tai em nghe thấy là tốt nhiều lên. Rồi, cảm ơn ơn mọi người, cảm ơn thầy, người các bạn. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.